Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị ăn mấy câu cá. Tiếp tục lên sóng cho bác mẫu cần tây có độ dài 54. Bác nào có nhu cầu liên hệ em nhé, em để số điện thoại trên tiêu đề video và để dưới phần mô tả video nhé, em để địa chỉ cụ thể ở đấy. Bác nào cần gì cứ alo em nhé. Thì hôm nay em lên cho bác một số mẫu cần này, từ hàng bình dân cho đến hàng chính hãng. Độ dài là cứ 5m4, có một mẫu 4m5 thôi. Trước tiên là vào các mẫu bình dân trước nhé. Mẫu bình dân thì ở đây em có đai hoa đen hai ngọn và ba ngọn. Đây. Đai hoa đen hai ngọn, dài 5m4. Giá là 310 ngàn, 310 ngàn anh em nhé. Một ngọn là 4H và một ngọn là đây là ngọn 8H, ngọn 4H, ngọn 8H. Các bác nhớ là khi nắp ngọn 8H vào thì nó sẽ hạ lóng xuống là còn 4m5 nhé. Mẫu thứ hai là mẫu đai hoa đen 3 ngọn, gồm một ngọn 4H, một ngọn 6H và một ngọn 8H. Thì giá là 400 ngàn, 400 ngàn các bác nhé. Đấy. Nói chung là hàng bình dân, cho em câu kéo. Cái cần đai hoa đen này thì bảo thôi, nhưng các bác biết câu thì nên vẫn nên cá bình thường. Mấy bác miền Nam các bác câu nên cá trôi 7-8 cân, trôi đỏ. Mẫu tiếp theo cũng là mẫu bình dân. Mẫu này là mẫu Shimano 54. Shimano 54 cũng bình dân anh em nha. Độ cứng 4H. Giá là 330 ngàn nhé. Giá 330 ngàn. Độ cứng là 4H. Màu xanh nước biển. Tay cầm nhám, chống trơn này. Các bác nhớ đây là hàng bình dân nhé. Tiếp đến. Em có mẫu tiếp theo. Đấy, mẫu này là mẫu mẫu Daiwa vảy rắn, Daiwa vảy rắn này. Giá là 450 ngàn. Cũng độ dài là 5m4. 54 anh em. Độ cứng là 6H, độ cứng là 6H này. Đấy, độ cứng là 6H đấy. Độ cứng là 6H. Giá 450 ngàn nhé. Tiếp đến là em có Daiwa đen bạc. Daiwa đen bạc các bác nhé. Đây là Daiwa đen bạc. Cũng là 6H, độ dài 54 nhé. Đấy. Cũng 6H, độ dài là 54. Tiếp đến em có mẫu Daiwa đỏ 8H. Ở đây có Daiwa 8H dài 4m5 này. Giá là 400 ngàn. 8H nhé. Dài 4m5. Giá là 400 ngàn nhé. Daiwa đỏ hay gọi Daiwa đỏ đen. Tiếp đến có mẫu 54 của mẫu Daiwa đỏ đen. Đấy, cũng 8H anh em nhé. Giá là 430 ngàn nhé. Đấy, giá 430 ngàn. Ở đấy là các mẫu cần bình dân nhé. Bây giờ sang các mẫu cần chính hãng này. Thứ nhất là em có mẫu GV kép này. Và cái vàng nhé. Có cái vàng. Độ cứng 4H nhé. Trọng lượng nhẹ. Đấy. Dài 54, giá là 760 ngàn. Đấy. Con này trọng lượng khá là nhẹ luôn. Độ cứng 4H. Dành cho anh em thích nhẹ nhàng. Đấy. Màu vàng rực rỡ. Dài 54 nhé. Tiếp đến em có mẫu Daiwa rồng xanh hay Daiwa xanh nọn chuối, giá là 800 ngàn, 54. Độ cứng là
4 4,5H. Đấy. 4 4,5H. Nói chung là những cái dòng này thiên cho anh em đánh cảm giác là chính. Nếu đánh cá to tải thì nó mới phê. Tiếp đến là em có mẫu Ryobi 54 4H. Ryobi 54 4H. Em này có giá là 750 ngàn nhé, 750 ngàn. Trọng lượng nhẹ nha, đây, thông số. Thông số con này là xem nào. Đây thông số trên vỏ cần đây. 54 đây. À, trọng lượng là 160 g. À, 160 g là hình như là bao gồm cả đối trọng sao ấy. Đây. Còn còn chưa có nắp bịt đầu, chưa có nắp bịt đầu cần, nên đối trọng là 146 g này. Đấy. Đường kính ngọn là 1,1 mm, gốc là 24,2 mm này, tải tĩnh là 2 kg, hàm lượng carbon là 97%. Hàm lượng thành phần khác là 3%, làm theo công nghệ của Japan, công nghệ của Nhật Bản. Giá rất là bình dân, phù hợp túi tiền. Còn sang bên này em có hai mẫu của Handing, một mẫu nhẹ thiên về cảm giác. Đây. Mẫu đầu tiên là mẫu Hoa Văn Đồng 4H. Hoa Văn Đồng 4H nhé. Mẫu này thiên cho anh em đánh cảm giác này. Rất là phê. Với thứ hai là cần này rất là nhẹ. Chỉ hơn một lạng thôi. Mẫu Hoa Văn Đồng này thì anh em thấy nhiều mẫu cần nhái giống giống mẫu Hoa Văn Đồng ấy. Đây, còn đây là mẫu chính hãng. Mẫu Handing Hoa Văn Đồng. Đấy, Spikas rất đẹp và nhẹ. Trọng lượng rất là nhẹ luôn. Coi nhá. Đấy, cần rất là nhẹ. Đấy, đối với bác ưa thích mà nó nhẹ nhàng, mà hai là đánh cảm giác, không lại đánh cảm giác nhé. Thì mẫu Hoa Văn Đồng có giá là 1 triệu 54 nhá, đèn 54 có giá là 1 triệu 550 ngàn. À, bên cạnh đó thì là mẫu mẫu Daiwa Handing Acon. Mẫu này dùng để chuyên săn hàng đánh tự nhiên. Đấy, hoặc đánh hồ dịch vụ cá lớn. Mẫu này là mẫu 5H anh em nhé. Mẫu này là mẫu 5H, mẫu châu bò của Handing. Đấy. Handing Acon có giá là 54, có giá là 1 triệu 670 ngàn nhé. Đấy, 1 triệu 670 ngàn. Độ cứng là 5H, trọng lượng là khoảng tầm 190 gram hay là 195 gram gì đấy. Nói chung là con này trâu bò, cho anh em đánh trâu bò nhé. Đánh trâu bò đánh bạo lực. 5H. Còn đến bên này em có hai mẫu của Gamaseco. Mẫu thứ nhất là mẫu huyết nong. Đây mẫu huyết nong đây. Cho anh em xem thông số này. Với dòng Gamaseco thì anh em được hưởng ưu đãi là bảo hành thay hai lóng cần trong vòng 1 năm trừ lóng gốc. Đây, 54 đây. Đấy. Trọng lượng là thu lại là 118 cm, trọng lượng là 140 g. Đấy, đối có cái gì đây? Đối trọng là 56 g hay là cái gì đấy? Hay là bịt đầu cần là 23 g sao? Tổng con này như nó rơi vào khoảng 180 g. 190 g gì đấy. 54 nhá. Đường kính ngọn là 1,1 mm, đường kính gốc là 24,2 mm, hàm lượng carbon 99%. Đấy. Dòng này thì anh em không phải nghĩ là đánh cảm giác rất là phê. Và nhờ anh em thích cái dòng huyết nong bởi vì đánh nó ít khi bị lổ. Đấy, ít khi bị lổ cước. Các anh nhớ là dòng này luôn được tặng kèm một ngọn nhá, tặng kèm một ngọn phụ này. Đấy, kèm chế độ hành rất là ưu đãi. Đó là thay lóng cho bác 2 lần trong 1 năm trừ lóng gốc. Huyết Long 4H nhé, 54. Giúp anh em đánh hồ dịch vụ hoặc đánh tự nhiên đều ok. Tải cá rất là tốt.
Còn nếu anh em thích nó cứng hơn thì đến với dòng Hoàng Long 6H. À quên, dòng Huyết Long 54 4H này có giá là 2 triệu 2 nhá, 2 triệu 200 ngàn. Còn anh em mà thích cứng cáp hơn thì đối với đến với dòng Hoàng Long 6H này. Hoàng Long 6H. Đấy, có giá là 2 triệu 100 ngàn, 2 triệu 100 ngàn nhé. Anh em mà thích nó cứng hơn thì lấy con Hoàng Long này, khá là ok. Đấy. Đây thông số của em Hoàng Long này. À, giá là 2 triệu mốt thông số này. À, trọng lượng là 160 gram. Đấy. Đây là đối trọng mới bị đầu cần, trọng 56 và 23 gram, được cái ngọn là 1,2 mm, đứng gốc là 25,2 mm, hàm lượng carbon 99%. Đây màu vàng rực rỡ đây. Bạn nào yêu thích màu vàng thì đây. Và nhớ là dòng Gavisco này luôn có con rồng in 3D nhá. Tặng kèm một ngọn phụ theo cần. Chế độ bảo hành rất tốt, ok, hậu mãi. Đấy, bác nào có nhu cầu của chính hãng của Handing, Ryobi, Gamaseco và các mẫu cần bình dân có độ dài 6m3, có độ dài 6m3 nhé, 6m3 về 54. Bạn nào có nhu cầu liên hệ nhé, số điện thoại em để trên tiêu đề video. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ hoặc số điện thoại em để hai số bên dưới dưới phần mô tả video ấy. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ vào với lại các mẫu cần bình dân. Nhớ đây là một các mẫu cần bình dân nhé. Các mẫu cần bình dân này có giá 500 ngàn quay đầu. 500 ngàn quay đầu. Bạn nào có nhu cầu thì này, độ dài đều 6m3 hết nhé. Thì đầu tiên em có mẫu cần cần tay Daiwa đen. Dài 6m3 hai ngọn. Một ngọn 4H và ngọn 8H. Đấy, có giá là 350 ngàn. Đấy, giá 350 ngàn các bác nhé. Một bộ ngọn 4 và một ngọn 8H có giá 350 ngàn. Đấy, hàng bình dân. Vừa túi tiền anh em chơi nhé. Đấy, tiếp đến em có cây Daiwa đen 3 ngọn. Mà có độ cứng là 4H, 6H và 8H cho anh em chơi. Cái này có giá là 430 ngàn. 430 ngàn nhé. 430 ngàn. Chất liệu thì nó là carbon hết. Chẳng qua là carbon đắt tiền hay carbon rẻ tiền thôi. Nó là hàng mỹ dân mà. À. Hàng mỹ dân thì nó là carbon rẻ tiền. Vì đã rẻ thì anh em không thể đòi hỏi cao được. Các anh nhé. À, tiếp theo em sang mẫu tiếp cho các bác nhé, cũng vẫn là hàng bình dân thôi. Đấy. Mẫu Shimano, Shimano 6m3, độ cứng là 4H các bác nhé, độ cứng 4H, giá là 360 ngàn, giá là 360 ngàn. Thì đây là các mẫu bình dân các bác nhé, mẫu bình dân giá là 360 ngàn. Đây, chất liệu thì đều là carbon hết. Đấy. Độ cứng là 4H nhé, độ cứng là 4H. À, tiếp tục bên này em có mẫu tiếp theo, vẫn là mẫu cần Shimano, nhưng cần này cũng là hàng bình dân, nó ghi 6H nhưng thực tế chỉ được 4H thôi các nhá. Nó ghi là 6H nhưng thực tế chỉ là 4H thôi. Cũng giá là 360 ngàn, đồng giá luôn. Đấy, đồng giá nhá.
Tiếp này. Tiếp ở đây em có 3 mẫu cùng tầm tiền. Đó là giá là 480 ngàn một cây. Cây đầu tiên là 6m3. 6H. Đai hoa đen bạc. Đai hoa đen bạc. Đấy, sản xuất tại Chile này. Giá là 480 ngàn nhé. 6m3 480 ngàn. 6m3 là 480 ngàn này. Chất liệu là carbon hết nhé. Chất liệu carbon hết nhé. Đây. Độ cứng là 6H. Tiếp đến. Là em có mẫu đai hoa. Mẫu đai hoa vẩy rắn. Đây, đai hoa vẩy rắn. Mẫu này cũng độ cứng là 6H, giá cũng 480 ngàn. Độ dài 6m3 nhé. Độ dài 6m3. Đây. Độ dài giống nhau, 6m3 hết. Cuối cùng là mẫu đai hoa. Đây. Xanh xanh đen. Ám vàng. Giá cũng 480 ngàn nhé. 480 ngàn. Cũng 6m3 luôn em ạ. 6m3. Đấy, 6m3. Độ cứng là 6H, độ cứng là 6H nhé. Đây. Chất liệu carbon hết nhé. Đấy là các mẫu cần bình dân nhé. Bây giờ mình sang mẫu cần chính hãng này. Mẫu thứ nhất là mẫu Daiwa Ryubi. Daiwa Ryubi, à quên. Mẫu thứ nhất là mẫu Ryubi, quen mồm. Mẫu Ryubi 6m3 có giá là 850 ngàn. 850 ngàn nhé. Ryubi 6m3, thông số cơ bản của nó đây. Đây. Trọng lượng là 215 gram, tải tĩnh là 2 kg, đường kính ngọn là 1,1 mm, gốc là 26,1 mm, hàm lượng carbon 97%, 3% thành phần khác. Giá là 850 ngàn nhé. Tiếp theo là em đến mẫu Handing. Mẫu này là mẫu 54 nhé. Đấy, mẫu này là mẫu 54 Handing. Đây là mẫu 54 nhé. Mẫu này là mẫu Handing thống lý chiến nhé. Thống lý chiến 5H. Thống lý chiến 5H nhé. À, mẫu Ruby kia là 4H nhé. Mẫu này mẫu thống lý chiến 5H nhé. Đấy, đấy. Của Handing. Giá là 1.250.000. 54. Đấy. Duy nhất còn có mẫu là trong cái đám này em sót trong nọ thì em đưa lên đây. 54. Còn tiếp tục sang bên này là mẫu 6m3 tiếp. Mẫu này là mẫu thống ly chiến F2 4H. Đấy, thống ly chiến F2 4H 6m3. Thống ly chiến F2 4H 6m3 có nhé. Đấy, giá thì bình dân. Giá 1.200.000 nhé. Giá 1.200.000. Khá đẹp. Giá chỉ có 1.200.000 thôi. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ nhé. Giá rổ bình dân. Đây này. Tông Jenny thống lý chiến. Tiếp đến em có 3 mẫu cần của Gamaseco. Mẫu đầu tiên là mẫu Ngọc Long 6m3. Đây Ngọc Long đây. Mẫu đầu tiên Ngọc Long có giá là 3 triệu anh em nhé. Đấy, có giá là 3 triệu Ngọc Long 6m3. Thông số của Ngọc Long đây. Trọng lượng 118 gram. Đấy, chưa có đối trọng. Hình như đây có đối trọng nữa này. Là 182 gram. Đấy. Đường kính ngọn là 1 mm, gốc là 25,2 mm, carbon là 99%. Đối với dòng Gamaseco thì anh em được ưu đãi. Đó là bảo hành bất kỳ nóng. Bất kỳ nóng nào. Đấy, được bảo hành 2 nóng trong vòng 1 năm, trừ nóng gốc ra.
Bảo hành hay lắm nhé. Và đi kèm với một cây Gamaseco nào được tặng kèm một cái ngọn phụ như này. Và một cái bao cần nó nằm bên dưới hộp này. Bao cần nằm bên dưới hộp này. Đây. Đấy. Đây, đây là cây Ngọc Long 6m3 này. Và đặc biệt đối với dòng Gamaseco thì nó được in hình con rồng 3D. In nổi nhé. In nổi. Xoắn toàn thân. Bên này thì em có cây Bạch Long 6m3. Bạch Long. Thông số kỹ thuật đây. Trọng lượng là 118g, có cả đối trọng là 167g. Đường kính ngọn 1,1mm, đường kính gốc là 25,2mm. À quên, Ngọc Long này có độ cứng là 5H nhé. Ngọc Long 5H này. Đấy, còn Bạch Long này cũng có độ cứng 5H này. Đấy, đường kính ngọn 1,2mm, đường kính gốc 25,2mm, hàm lượng carbon 99%. Cây này là cây Bạch Long, cũng có độ cứng là 5H nhé. Đây, cũng độ cứng 5H luôn. Đấy. Giá là 2,8 triệu, 2,8 triệu nhé. Bạch Long có màu trắng, màu trắng, còn rồng thì nó có viền pha màu hồng nữa anh ạ. Đây, ai thích màu trắng, màu tinh tế lịch lãm thì đây, Bạch Long. Nhớ là cần nào được kèm ngọn phụ các bác, kèm ngọn phụ và được bảo hành lóng bất kỳ trừ lóng gốc, 2 lóng trên 1 năm. Cây cuối cùng là cây huyết long. Đấy, cây huyết long này, cây huyết long 6m3 này có giá là 2,5 triệu, có giá 2,5 triệu nhé. Đấy, thông số kỹ thuật của huyết long này. Đấy, trọng lượng là 118g, có đối trọng là 205g, đường kính ngọn 1,1mm, đường gốc 26,2mm, hàm lượng carbon 99%, giá 2,5 triệu, 2,5 triệu anh em nhé. Đấy, độ cứng của con huyết long này là 4H. Trong 3 con Gamaseco này chỉ có 2 con 5H và 1 con 4H. Đây, màu đỏ rực rỡ. Kèm một con rồng 3D màu vàng. Đấy. Đấy là các mẫu cần bình dân và chính hãng. Có độ dài chủ yếu là 6m3 và có một cây 5m4. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ nha. Số điện thoại em để trên tiêu đề hoặc dưới phần mô tả video. Đấy, chào các bác. Đây là hàng của Lương Xuân Hùng, thôn Tính Ninh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đây đơn hàng của Phan Văn Khôi, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là hàng của Hoàng Ngọc Anh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Còn đây là hàng của Lương Xuân Hùng, tỉnh Hưng Yên. Còn đây là hàng của Nguyễn Huy Hiệu, tỉnh Thái Nguyên. Còn đây là hàng của Phan Văn Khôi, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.